xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã trở lại kênh của Ngọc. Chúc cả nhà ngày mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Dạ thì cả nhà ơi, hôm nay Ngọc ăn một món, đó là bún nước lèo, ăn theo yêu cầu của bạn Mỹ Hạnh. Bạn Mỹ Hạnh bảo Ngọc ơi, hôm nào nấu bún nước lèo ăn đi, cũng ngon lắm đó. Thì thật sự cái món này cũng rất là ngon. Cách đây cũng 4-5 năm rồi, Ngọc có đi xuống với mẹ Nam Hải, xong rồi cái người ta ghé ở một cái quán ăn á, thì Ngọc cũng có ăn bún nước lèo một lần, nó tới bây giờ luôn, cũng rất là ngon. Bây giờ Ngọc ăn theo yêu cầu của bạn Mỹ Hạnh nè, rồi Ngọc mời cả nhà ăn với Ngọc, rồi mời bạn Mỹ Hạnh ăn với Ngọc nha, cũng rất là thơm ngon đây cả nhà ơi. Trộn lên mình ăn nha cả nhà. Ở bên này á, Ngọc không có tìm được mắm bò hóc, mắm bò hóc chứ sao, thì Ngọc sẽ nấu bằng cái mắm cá linh với cá sặc, thì cái hương vị thì nó cũng cũng ngon lắm. Ngọc mời cả nhà nha. Ngon, ngon lắm cả nhà ơi. An Giang thì có bún mắm, Sóc Trăng thì có bún nước lèo. Ngon quá à, ngon xỉu luôn.
đúng là bún nước lèo, cái vị của nó không có giống bún mắm. Nhưng mà cũng rất là ngon. Mời cả nhà. Cái đầu của chà bá luôn. Cay. Bye bye.